Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin giới thiệu với quý bà con nông dân sản phẩm. Thuốc trừ bệnh, rô rang. Thành phần. Gồm có một hoạt chất là iprodione. Rô rang có công dụng trừ các loại bệnh như Tháng thư. Đống lá. Sau đây, công ty sẽ giới thiệu cho quý bà con một số sản phẩm có công dụng trừ bệnh cho cây trồng. ATT Colecto có công dụng trừ bệnh tháng thư. ATT sơ có có công dụng trừ bệnh đống lá. Linh sản phẩm sẽ được để phía bên dưới phần mô tả. Hướng dẫn sử dụng. Pha 200g thuốc cho 250 lít nước. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5 đến 10%. Quý bà con lưu ý gọi vào số hotline để được kỹ sư tư vấn chi tiết hơn. Đặc biệt, sản phẩm diệt nấm khuẩn ATT là sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nên hiệu quả cao và phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Sản phẩm trừ bệnh sinh học nên phù hợp với việc trừ bệnh trên các vườn cây trong các trì sọc, sân gôn, farm nông trại. Quý bà con muốn mua hàng hoặc muốn tư vấn vui lòng liên hệ hotline 0919 817 033 hoặc có thể để lại bình luận phía bên dưới video. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video.